em. Hôm nay cô cùng các em sẽ nghiên cứu tiếp về môn hóa học lớp 9. Tiết 45, bài 36, Metan. Dựa vào kiến thức sách giáo khoa, các em dễ dàng biết được rằng công thức phân tử của metan là CH4, khối là 16. Các em hãy quan sát lên màn hình và trả lời câu hỏi sau. Hình ảnh trên gợi nhắc cho chúng ta hiện tượng gì? Chắc hẳn các em đều biết đây là hình ảnh về các vụ nổ hầm mỏ xảy ra ở Quảng Ninh, Việt Nam. Nguyên nhân của những vụ nổ này đều là do khí metan. Vậy metan có ở đâu? Metan có những ứng dụng gì? Cô và các em cùng tìm hiểu bài 36. Metan. Trong bài học hôm nay gồm có 4 nội dung chính như sau: trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý, cấu tạo phân tử, tính chất hóa học, ứng dụng của metan. Các em quan sát lên hình ảnh và cho biết metan có nhiều ở đâu. Qua quan sát rõ ràng chúng ta thấy metan có nhiều trong các mỏ khí. Trong các mỏ khí, metan chiếm 95% về thể tích, gọi là khí thiên nhiên. Trong các mỏ dầu, khí metan chiếm 75% về thể tích, gọi là khí mỏ dầu hay gọi là khí thải hành. Ngoài ra, khí metan còn có nhiều trong các mỏ than và bùn ao, gọi là khí biogas. Một nhỏ trạng thái tự nhiên, metan có nhiều trong các mỏ khí, gọi là khí thiên nhiên, trong mỏ dầu, gọi là khí mỏ dầu, trong các mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogas. Phần 2 nhỏ, tính chất vật lý. Cô mời các em quan sát dữ liệu trên màn hình và cho biết tính chất vật lý của metan. Qua quan sát, các em thấy metan là chất khí không màu, không mùi. Ở trên những cánh đồng lúa, khi dùng cây que châm xuống bùn ao hoặc hình ảnh những người nông dân đang cấy lúa, chúng ta sẽ thấy bọt khí metan nổi lên. Điều đó chứng tỏ metan rất ít tan trong nước. Tỷ khối của metan so với không khí bằng 16/29. Con số này nhỏ hơn 1, do đó metan nhẹ hơn không khí. Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và tan ít trong nước. Trong phần tính chất vật lý này, cô lưu ý các em thấy metan là chất khí không mùi, nhưng ở trong bùn ao có mùi rất khó chịu. Đó không phải là mùi của khí metan, mà do xác của các sinh vật phân hủy tạo thành. Để củng cố phần một nhỏ, trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của metan, cô và các em cùng đi tìm hiểu bài tập sau. Có thể thu khí metan bằng cách nào sau đây? A. Đẩy nước. B. Đẩy không khí bằng cách ấp ống nghiệm. C. Đẩy không khí bằng cách đặt ngửa ống nghiệm. D. Cả A và B. Dựa vào tính chất vật lý, các em biết metan ít tan trong nước, metan nhẹ hơn không khí, nên các em dễ dàng thu khí metan bằng cách đẩy nước hoặc đẩy không khí. Nhưng phải nhớ, khi thu khí metan bằng cách đẩy không khí, chúng ta đặt ấp ống nghiệm lại vì metan nhẹ hơn không khí. Do đó, câu trả lời cuối cùng là câu D, cả A và B.
Cô có một câu đố vui như sau: 4H vây ở 4 bên, chữ C nằm giữa tạo nên chất gì? Các em hãy nhanh tay tìm ra đáp án. Sau đây là đáp án câu đố vui cô vừa cho. Đây cũng chính là công thức cấu tạo của metan. Em qua phần 2, cấu tạo phân tử metan. Các em quan sát trên màn hình, đây là mô hình phân tử khí metan ở dạng rỗng và dạng đặc. Quan sát mô hình và rút ra nhận xét. Kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa, các em dễ dàng nhận thấy rằng trong phân tử khí metan có 4 liên kết đơn CH. Hai, cấu tạo phân tử. Công thức cấu tạo của metan. Trong phân tử metan có 4 liên kết đơn, và trong hóa học hữu cơ, công thức cấu tạo sẽ quyết định đến tính chất hóa học của nó. Vậy metan có những tính chất hóa học gì? Các em đi qua phần 3, tính chất hóa học. 3, tính chất hóa học của metan. Như các em đã biết, thành phần phân tử của metan gồm có hai nguyên tố carbon và hydro. Vậy các em dự đoán xem khí metan có tham gia phản ứng cháy hay không? Để biết được điều này, chúng ta cùng theo dõi thí nghiệm sau. Bốc khí metan, ấp ống nghiệm lên trên ngọn lửa, quan sát hiện tượng. Em sẽ thấy trên thành ống nghiệm xuất hiện những giọt nước. Sau một thời gian, đổ nước và vôi trong vào. Quan sát hiện tượng. Nước vôi trong sẽ bị vẩn đục. Như vậy, khi metan cháy, sinh ra hai chất, đó chính là nước và một chất nữa làm đục nước vôi trong. Chất làm đục nước vôi trong này là khí carbon dioxide. Em biết phương trình phản ứng cháy của khí metan đối với oxy, và phản ứng cháy là phản ứng chung của các hợp chất hữu cơ. Sau này, khi các em hoàn thành các phương trình cháy của các hợp chất hữu cơ, thì sản phẩm sinh ra cũng là CO2 và nước. Một lưu ý nhỏ khi cân bằng các phương trình phản ứng cháy, đó là các em cân bằng theo thứ tự carbon đến hydro và cuối cùng là các em cân bằng oxy. Phản ứng đốt cháy metan tỏa ra một lượng nhiệt rất là lớn, vì vậy người ta thường dùng metan làm nhiên liệu. Hỗn hợp một thể tích metan và hai thể tích oxy là hỗn hợp nổ mạnh. Đây cũng chính là những cái nguyên nhân gây ra các vụ nổ hầm mỏ. Trên màn hình là thông tin về một vụ nổ hầm mỏ ở Quảng Ninh. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2002 xảy ra một vụ nổ tại mỏ Thanh, Suối Lại, Quảng Ninh, làm 5 người chết và 5 người bị thương. Trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều vụ nổ mỏ than. Nguyên nhân của các vụ nổ trên là do sự cháy khí metan có trong các mỏ than. Khí metan khi cháy rất là nguy hiểm đến tính mạng của con người. Để tránh các tai nạn này, người ta thường áp dụng các biện pháp khác nhau như thông gió để làm giảm lượng khí metan, cấm các hành động gây ra tia lửa điện như bật diêm, hút thuốc trong các hầm mỏ khai thác than. Như các em đã biết, cấu tạo phân tử của khí metan có 4 liên kết đơn. Vậy thì đặc điểm cấu tạo như vậy có ảnh hưởng gì đến tính chất hóa học đặc trưng của metan hay không? Các em đi vào phần 2 nhỏ.
Trong phần này, cô có hai câu hỏi như sau. Thứ nhất, quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng. Thứ hai, phản ứng của metan và khí clo thuộc loại phản ứng gì? Phản ứng giữa metan tác dụng với khí clo, hỗn hợp metan và khí clo có màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt là màu của khí clo. Sau khi đưa ánh sáng chiếu vào, các em quan sát hiện tượng xảy ra. Đổ nước vào trong ống nghiệm. Sau đó bỏ giấy quỳ tím vào, quan sát hiện tượng xảy ra. Chúng ta thấy quỳ tím sẽ chuyển sang màu đỏ. Hỗn hợp metan và khí clo sẽ mất màu vàng nhạt của khí clo. Điều đó chứng tỏ metan và clo có phản ứng hóa học với nhau. Đây, tại sao quỳ tím chuyển sang màu đỏ? Đó là vì trong ống nghiệm có chứa một chất khí, tại khi nước sẽ tạo thành dung dịch này là dung dịch axit nên quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Các em quan sát trên màn hình, đây là cơ chế của phản ứng. Trước phản ứng có hai chất là metan và khí clo. Khi có ánh sáng chiếu vào thì các em thấy phản ứng xảy ra như sau. Một nguyên tử hydro tách ra và gắn vào một nguyên tử clo, tạo thành chất mới là CH3Cl. Nguyên tử clo còn lại sẽ được gắn với nguyên tử hydro vừa tách ra, tạo thành một chất là HCl. HCl là một chất khí. Chất khí này khi hòa vào trong nước sẽ tạo ra dung dịch axit. Ở trạng thái khí, nó có tên là khí hydrochlorua, nhưng ở trạng thái dung dịch có tên là axit chlorhydric. Hai, tác dụng với clo, em có thể hoàn thành phương trình vào. Sản phẩm của phản ứng HCl là khí hydrochlorua bởi vì nó ở trạng thái khí. CH3Cl2 là dẫn xuất của hydrocarbon có tên gọi là methyl chlorua. Phản ứng với clo gọi là phản ứng thế. Vậy phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của liên kết đơn, có nghĩa là những phân tử hợp chất hữu cơ có liên kết đơn trong phân tử sẽ tham gia phản ứng thế với clo tương tự như metan. Như vậy, với tính chất hóa học ở trên, metan có những ứng dụng gì trong cuộc sống? Metan có ứng dụng rất là lớn. Đầu tiên, metan được sử dụng làm nhiên liệu trong đời sống vì khi metan cháy sinh ra một lượng nhiệt rất là lớn. Do đó, người ta sử dụng metan làm nhiên liệu. Thứ hai, người ta sử dụng metan để điều chế ra bột than. Thứ ba, sử dụng metan khí hydro. Bốn la mã ứng dụng làm nhiên liệu trong đời sống và sản xuất, điều chế bột than và nhiều chất khác. Metan làm nhiên liệu để điều chế ra hydro. Theo phương trình, metan khi tác dụng với nước có nhiệt độ và chất xúc tác thì sẽ sinh ra khí carbon dioxide và khí hydro. Bên cạnh những ứng dụng khá là quan trọng của khí metan trong cuộc sống thì metan có những tác hại như sau. Một nghiên cứu do cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã thực hiện cho thấy rằng khí metan gây hại cho môi trường gấp 33 lần so với khí carbonic trong hơn 100 năm qua và là tác nhân hàng đầu khiến toàn cầu ấm lên. Metan tàn phá môi trường hơn khí carbonic. Để củng cố kiến thức đã được học,
về tính chất của metan, các em vào bài số 1. Đề bài như sau: trong các khí sau, metan, hydro, clo, oxy, A, những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một? B, hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ? Để làm được bài tập này, các em phải nhớ tính chất hóa học của các chất. Ở chương trình lớp 8, các em đã được học tính chất hóa học của hydro. Hydro tác dụng được với oxy. Ở chương trình học kỳ 1 lớp 9, trong bài tính chất của phi kim, các em đã được học hydro tác dụng được với khí clo. Và bài học hôm nay, chúng ta vừa mới học xong metan tham gia phản ứng cháy với khí oxy và metan tham gia phản ứng thế với khí clo. Như vậy, đáp án của câu A như sau. Câu B, hai khí khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ. Ở chương trình hóa học 8, trong bài tính chất của hydro, các em đã được học hydro tác dụng với oxy sinh ra hỗn hợp nổ. Và trong bài metan, các em vừa mới học xong phản ứng cháy của metan và oxy theo đúng tỷ lệ 1 metan 2 oxy sẽ sinh ra hỗn hợp nổ. Đáp án như sau. Bài tập 2, hoàn thành các phương trình hóa học sau. Các em chú ý, ba phản ứng đầu tiên tác dụng với oxy có nhiệt độ, đây là phản ứng cháy, phản ứng chung của các hydro carbon, do đó sản phẩm sinh ra là CO2 và nước. Hai phản ứng còn lại, etan và propan đều có liên kết đơn trong công thức cấu tạo của chúng. Do đó, khi tham gia phản ứng với clo dưới tác dụng của ánh sáng, đây là phản ứng thế. Sau đây là đáp án của bài tập số 2. Trong bài tập này, cô chỉ viết sản phẩm cho các em. Nhiệm vụ của các em về nhà là cân bằng phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện phản ứng vào vở bài tập và tập viết cho quen. Các em ạ, mỗi chất hóa học người ta đưa vào trong bài giảng của các em đều có mối quan hệ gần gũi đối với thực tế, đối với đời sống hàng ngày của các em. Và sau đây, cô có hai câu hỏi về metan. Các em đọc câu hỏi trên màn hình. Cô hướng dẫn các em làm câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì nhà tự tìm hiểu và trả lời. Câu hỏi 1. Khí metan và các khí có chứa trong bình ga đều là những chất khí không mùi. Nhưng khi chúng ta bật bếp ga, lúc ga chưa cháy, có mùi rất khó chịu. Mùi đó là mùi gì các em? Mùi đó chính là chất tạo mùi do nhà sản xuất đưa vào. Tại sao người ta lại đưa cái chất này vào trong khí ga khi sử dụng? Bởi vì khi chúng ta sử dụng khí ga, nhiều khi xảy ra sự rò rỉ khí ga rất là nguy hiểm đến mọi người. Do đó, chúng ta phải dùng chất tạo mùi để dễ dàng phát hiện và xử lý kịp thời. Bài tập 3, các em nhìn lên màn hình đề bài tập số 3. Cô hướng dẫn bài tập số 3 như sau. Hỗn hợp gồm có hai khí, metan có lẫn khí carbon dioxide. Để thu được khí metan tinh khiết, ta tiến hành cách nào trong bốn cách đề bài cho? Bây giờ cô và các em cùng làm như sau. Câu A, dẫn hỗn hợp qua nước. Nếu chúng ta dẫn hỗn hợp qua nước, metan sẽ tham gia phản ứng với nước nên không thu được khí metan. Câu B, đốt cháy hỗn hợp. Chúng ta đốt cháy hỗn hợp, metan sẽ tham gia phản ứng cháy nên không thu được khí metan. Câu D, dẫn hỗn hợp qua axit sulfuric đậm đặc. Cả hai chất khí
metan và khí carbon dioxide không tác dụng với axit sulfuric đậm đặc nên hỗn hợp vẫn là hỗn hợp, không thu được khí metan. Câu còn lại là câu C. Hỗn hợp này qua dung dịch nước vôi trong dư. Lúc bấy giờ, khí carbon dioxide sẽ bị giữ lại trong dung dịch nước vôi trong dư và khí thu được tinh khiết là khí metan. Em theo dõi đáp án trên màn hình. Bài tập về nhà, các em về nhà hoàn thành hai bài tập trong đề cương, đó là bài 2 và bài 4. Ngoài ra, các em hoàn thành các bài tập trong phần củng cố cô đã giao. Chúc các em hoàn thành tốt bài tập.